các bạn đã có hai đội chơi. Trò chơi của chúng ta có luật chơi như sau. Bốn bạn sẽ được liên kết bằng một sợi dây ở chân, bắt đầu từ vạch xuất phát ở phía bên kia. Sau đó các bạn cùng nhau di chuyển sang phía bên này sân khấu. Các bạn có trách nhiệm là mà bạn đứng số 1 của các đội sẽ lấy cành đào bên này di chuyển về vị trí xuất phát. Đội nào lấy được 3 cành đào sớm nhất, đội đó sẽ giành thắng lợi ở phần chơi này. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Mời các bạn về vị trí ạ. Mời một chiến sĩ giúp chúng tôi liên kết các đội chơi ạ. Mời các bạn về vị trí bên kia đi ạ. Đội 1 sẽ đứng ở phía hàng trên này ạ. Xin mời đội 1 lên trên này ạ. Và đội 2 sẽ đứng ở dưới này ạ. Vâng, xin mời MC Bình Minh sẽ kiểm soát giúp Thu Hiền là xem các đội đã chằng dây chân vào nhau chưa ạ? Vâng ạ, sau một thời gian chuẩn bị thì hai đội chơi các bạn đã liên kết xong. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Xin một tràng vỗ tay cổ vũ các đồng viên của quý vị khán giả đi ạ. Dành cho hai đội chơi của chúng ta. Vâng ạ, các bạn hãy cổ vũ cho hai đội đi ạ. Vâng, như vậy là đội phía sau đã lấy được một cành đào rồi ạ. Và đội thứ hai cũng đã có một cành đào. Các bạn hãy tiếp tục để di chuyển đến chỗ này. Hai đội cố lên, hai đội cố lên. Vâng, như vậy là cả hai đội đã về vị trí cho bạn được một cành đào rồi ạ. Trò chơi này sẽ đòi hỏi tinh thần đoàn kết và tinh thần đồng đội rất lớn. Đó thể hiện tình cảm gắn bó cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Vâng, các bạn hãy cổ vũ đi ạ. Một đội đã chuẩn bị lấy được cành đào chưa ạ? Đây, tôi thấy là đội phía trước các bạn đang có vẻ là di chuyển không khí đợt áp phong các bạn ạ. Vâng. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể tháo liên kết chân ra và xin mời đội thứ hai, các bạn bước về phía trước ạ. Đội thứ hai đội giành chiến thắng, đội phía sau đấy ạ. Vâng ạ. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đội thứ hai đã giành thắng cuộc trong trò chơi của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức chúng ta đem một phần quà để tặng cho đội chiến thắng trong phần chơi này ạ. Một tràng vỗ tay đi ạ. Chúc mừng đội thắng ạ. Sẽ chống đẩy đến hết bài hát ạ. Tôi nghĩ là đây là một hình phạt cũng rất là thú vị đấy ạ. Bởi vì thời tiết của chúng ta ở đây đang rất là lạnh, đúng không ạ? Và xin một tràng vỗ tay cổ vũ đặc biệt của quý vị dành cho đội 1. Tôi xin hỏi đội 1 là các chị sẽ hát bài gì ạ? Hai chị có lẽ là đứng gần sang bên này đi ạ. Để cho hai bạn nữ sẽ đứng ra đây ạ. Hai bạn nam tiến lên trên phía trước một bước đi ạ.
tiến lên một bước đi ạ. Vâng. Trò chơi này hình phạt này rất đơn giản. Các bạn nữ đứng ra sang nào. Xin mời các bạn nữ đứng đây ạ. Đề nghị hai bạn nữ, dẫu sao thì các bạn cũng góp phần cho đội thứ nhất là chưa thắng cuộc nên các bạn chuẩn bị để thực hiện. Các bạn nữ sẽ hát bài gì ạ? Nhiều kiến rất là giống nhìn mặt nó khổ. Nhưng mà bây giờ như này ạ, khi mà chúng tôi bắt đầu thì hai chú bộ đội sẽ chống tay về phía trước, chống đẩy từng nhịp theo. Khi nào bài hát kết thúc các bạn mới dừng để xem là các chú bộ đội chúng ta khỏe đâu ạ. Các bạn hãy cổ vũ một tràng pháo tay nữa. Xin mời các bạn. 20 là 24. Chống đẩy tay về xuống đi. Chung chim mẹ có yêu không nào? Tắt nhịp lên ạ. Con cò bé bé nó đậu cạnh tre, đi đâu rồi hỏi biết đi đường nào? Khi em hỏi khi về em chào, miệng em chung chim mẹ có yêu không nào? Rồi xin cảm ơn các bạn ạ.